Sản phẩm này bán 1 triệu. Trời ơi, thật sự là các bạn đã bỏ tiền ra một cách nó rất là sai. Đồ của bên này sao mà nó giống với lại Marvel Studio đến mức ngỡ ngàng. Dù là anh em, dù là quen biết, dù là thân thiết như thế nào, nhưng mà cái gì nên nói là phải nói. Nếu như mà bây giờ mình không nói thì tất nhiên là mọi người cũng chả coi mình ra cái gì hết. Và Huy Bôn là Huy Bôn thôi, sự thật mất lòng thôi. Kiến thức thì các bạn có thể học, nhưng mà trải nghiệm thì không thể học ở đâu hết. Trải nghiệm là các bạn phải thực tế, các bạn phải cầm nó, các bạn phải sở hữu nó, các bạn phải đi cùng thời gian với nó thì các bạn mới có được. Còn kiến thức các bạn có thể tra Google, có thể hỏi người này, có thể hỏi người kia, nhưng trải nghiệm là của riêng của các bạn. Oh my god. Xin chào mọi người, đây là phô mai. Hello. Đấy, phô mai chuẩn bị đi đua nha mọi người nhớ đón xem cái vlog phô mai đi đua. Phô mai. Ok. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Huy Bôn cùng với những đứa con. Ok, thì trong video ngày hôm nay thông báo trước sẽ có khá là nhiều những cái cung bậc cảm xúc. Thì ở bên dưới nó sẽ có cái timeline, các bạn có thể click vào để các bạn xem những sản phẩm mà bạn muốn xem. Có rất là nhiều những khoảnh khắc hay nên là mọi người đừng bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Ok, thì trước tiên chúng ta sẽ có một cái hộp phải nói là rất là đẹp đến từ Visual. Mình cũng rất là bất ngờ khi mình nhận được cái sản phẩm này đến từ Visual, bởi vì packaging quá đẹp thật sự luôn, làm quá là tốt thật sự cho cái sản phẩm này. Và mình nghĩ là nó cũng đáng thôi mọi người. Đây nha, mình rất là cực khổ sau khi mà mình kiểm tra sản phẩm, mình lại phải cố gắng để có thể gói lại nó một cách nó đẹp nhất như thế này nè mọi người. Chúng ta có một cái giống dạng như là thank you card của Visual ở đây. Rồi, ở trong đây thì như các bạn thấy thì mình sẽ có một cái lớp giấy. Chúng ta sẽ có những cái cọng dây để móc vào trong cái túi. Tí nữa mình sẽ cho bạn xem cái túi. Đây, một cọng dây cực kỳ màu sắc. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một chiếc túi đến từ Visual. Wow. Cái mùi da nó khá là nồng, rất là thích chứ không phải là kiểu khó chịu. Khi nào các bạn kê mũi thật là sát các bạn mới nghe được cái mùi đó. Một chiếc túi mình rất là thích, thật sự rất là đẹp. Nhìn cái dòng chữ ở phía đằng trước nó khiến cho mình liên tưởng đến một cái thương hiệu có tên là Saint Laurent. Cảm giác rờ lên rất là sướng, đó là cảm giác của mình và cảm nhận của mình. Những cái detail làm thì tất cả mọi thứ đều rất là chỉnh chu, hoàn thiện rất là tốt. Để mà soi thì mình nghĩ là các bạn sẽ cùng mình thấy ở cái khúc này, các bạn thấy không? Nó giống như là một cái vết cắt nhỏ thôi. Đó, giống như là một cái vết chày. Nhưng thực tế ra thì đồ da mà mọi người, khi mà chúng ta sử dụng nó cũng sẽ có vài những cái vết. Đó, thì ok. Bên trong này chúng ta còn có thêm một cái chữ được dập bên trong, mọi người thấy không? Đó, và cái phần trên đây là phần bằng nhung nha mọi người. Sản phẩm này có giá là 950.000. Thì thực tế ra là bản thân mình cũng biết là cái mức giá này là một cái mức giá rất khó để tiếp cận với lại một số bạn. Nhưng mà các bạn nào mà có nhu cầu muốn sở hữu cái sản phẩm này thì mình nghĩ là các bạn hãy dùng cái mã code của mình. Cái mã này thì mình sẽ để ra cho bạn xem, tại vì họ không có web nên là các bạn chỉ cần vào và nhắn em mua hàng và em đến từ kênh YouTube của Huy Bôn. Ok, mọi người sẽ được nhận receipt. Và trong đây chúng ta sẽ có thêm một cái cọng dây xích. Oh my god. Theo như mình đã chia sẻ rất là nhiều lần và mình cũng đã gặp rất là nhiều lần rồi, thì các bạn có thể thấy đó, cái dây xích này nó thật sự nó sẽ không phải là một cái cọng dây xích nó chắc chắn đâu nha mọi người. Kiểu nó rất là dễ bị bung ra luôn. Và hồi đợt trước của Front nó cũng bị, và đợt này thì bên Visual nó cũng bị luôn. Chỉ cần kéo một phát là nó sẽ bị xước ra. Nhưng mà không sao nha, cái này gắn vô được nha mọi người. Cái này gắn được. Cái này hồi nãy mình mới vừa kéo nó xước ra được nè, nhưng mà mình gắn vô được. Ok, cái này tạm ổn. Cái túi này mình nghĩ là nó chỉ với mục đích là mang thời trang thôi, chứ còn mà kiểu mà mang để đựng đồ thì nó không hợp lý chút nào hết. Cái này các bạn có thể bỏ tiền một chút, chứ mà để điện thoại của mình. Đây, điện thoại của mình iPhone 13 Pro Max thì không bỏ vừa mọi người. Đây, mọi người có thấy nó khá là bất tiện cho cái vấn đề là bỏ điện thoại. Đây, cái độ hoàn thiện của nó thì yeah, không có gì để chê hết mọi người. Cái túi này thì nói chung là nó có rất là nhiều những kiểu mang và có rất là nhiều những cái option cho mọi người lựa chọn. Thì với một cái mức giá 950.000 thì tất nhiên là bắt buộc là nó phải có thật là nhiều những cái option. Thêm một cọng dây như thế này nữa vào cho nó kiểu lung linh hơn một chút. Đó, rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tới với một sản phẩm có tên là Polo. Ok, mình biết là rất là nhiều bạn đang cần Polo nên là
Mình sẽ cố gắng tìm rất là nhiều những cái loại polo, không chỉ là những booking, mà mình sẽ cố gắng đi tìm cũng như là sẽ đi mua cho tất cả các bạn rất là nhiều polo. Hy vọng là mọi người sẽ đợi một chút xíu nữa, bởi vì mình sắp làm diary vlog rồi, lúc đó mình sẽ chia sẻ nhiều hơn và các bạn nhớ theo dõi cái đó. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tới với một cái polo đến từ thương hiệu có tên là Thunderous. Nói chung là không rành lắm nên là mình sẽ để ở đây, nếu mà đọc sai thì cho mình xin lỗi nha. Đây mình cho bạn xem, chúng ta sẽ có một cái áo polo được đựng trong một cái túi như thế này. Rồi bây giờ sẽ mở ra xem là bên trong sẽ có gì đây ha. Chiếc áo này thì có mức giá là 590.000, thì thật sự là một chiếc polo mà có mức giá 590.000 thì chúng ta phải soi nó thật kỹ và kiểm tra nó thật là nhiều để anh em còn chốt đơn nó mới không thất vọng, đúng không ạ? Ok mọi người, trước tiên wow, bất ngờ nha. Mình chỉ đang diễn cái nét bất ngờ thôi mọi người, tại vì thực sự là mình đã xem qua sản phẩm này rồi. Bởi vì tất cả những cái sản phẩm mình review thì mình đều xem qua trước hết. Chúng ta sẽ có một cái điều rất là đặc biệt ở trên những chiếc polo mà từ trước đến giờ mình chưa bao giờ thấy, hoặc là có thể là do kiến thức mình còn hơi bé đó, thì đó chính là chúng ta sẽ có một cái lớp đệm vai ở đây nè mọi người. Đây, ở hai bên cái vai chúng ta sẽ có hai phần đệm. Đây, chúng ta sẽ có hai cái lớp đệm ở đây. Đó, chúng ta sẽ có một cái phần cổ áo. Đây là cái điểm mình đánh giá rất là cao. Cái phần cổ áo này đẹp nha mọi người. Cái phần cổ áo này rất là cứng cáp. Các bạn thấy cái dàn cúc áo này không? Chúng ta sẽ có 3 cái. Và đối với bản thân mình nha, thì mình cảm giác là cái phần cúc này nó sẽ dễ bị đen á. Cái phần này nè, mình có những cái chất liệu phụ kiện bằng cái này, thì mình xài một cái thời gian thì nó sẽ bị đen cái phần này đi. Thì mình không biết là cái đối với lại cái áo này thì nó có bị cái hiện tượng đó hay không. Đó, thì cái điều này thì mình chưa kiểm chứng, tại vì mình mới vừa cầm sản phẩm này cũng có được vài ngày thôi mọi người. Chất liệu trên cái áo polo này á, thì mình cảm giác là nó không phải là quá dày. Mình nghĩ là cái này nó vừa phải rồi. Polo mà dày quá thì nó sẽ không có ok cho lắm. Áo này mình mang là size M. Mình thấy là đường kim mũi chỉ của áo này đi rất là đều, rất là chắc chắn và đẹp. Bây giờ thì mình sẽ nói một chút về một cái món phụ kiện mà cá nhân mình nha, mình nghĩ là ở đây có rất là nhiều bạn thích. Một chiếc túi đến từ Make by Illustration. Theo mình nhớ là vậy, tại vì cái tên khá là dài luôn á mọi người. Mình sẽ để info cho các bạn xem. Về cái túi này thì lúc đầu mình rất là bất ngờ, là tại vì ông anh của mình ở bên Nhật, ông Fake Toshiro á, rất là thích cái túi này. Hình như mình nhớ là ổng cố gắng mua cũng nhiều lắm luôn á. Đó, và hôm bữa ổng về ổng cũng còn khen. Thì mình nghĩ là hôm nay mình rất là có may mắn được trải nghiệm thử cái túi này. Cái dạng cái túi này á mọi người, là nó giống như là một cái phao vậy á mọi người. Mấy bạn biết mấy cái áo mà áo phao không? Ở bên trong nó sẽ có lớp lót bông á, thì cái túi này y chang như vậy luôn. Và mình cảm giác là lúc ban đầu á thì mình kiểu mình hơi ngờ ngợ, mình cũng có tính mua, nhưng mà mình cảm thấy là chắc là mình không hợp với cái này thiệt. Nhưng mà hôm nay mình mang thì mình cảm giác là mang vô với cái áo này thì nhìn cũng ổn. Mình mang vậy á nhìn thì đẹp nè, nhưng mà nhìn nếu mà mang vậy nha thì nhìn hơi kỳ. Nếu mà mang vậy thì nhìn sẽ hơi kỳ, nhưng mà mang nó về phía đằng sau như thế này nè thì mình cảm giác nó sẽ đẹp. Đó. Rồi, thì đó là về cái kiểu gọi là mang trên người đi. Mức giá là 450.000, thật sự là nó cũng không phải là một cái mức giá rẻ cho một cái túi. Nhưng mà thật sự là về cái design và thiết kế của cái túi này, thật sự mình cảm thấy rất là đẹp mà. Chúng ta có 3 cái nút ở đây và có thể tăng giảm được kích thước. Về phần nút thì mình xem nè. Phần nút này thì dễ bấm, các bạn có thể thấy. Và tiếp theo thì về cái độ gọi là kích thước trên cái túi này, thì mình cảm thấy là kích thước này thì cũng vừa đủ cho các bạn bỏ được một cuốn vở nha. May chúng ta còn có thêm một ngăn nữa mà mấy bạn. Đó, bỏ điện thoại, bỏ tiền, bỏ phiếu xe, rồi bỏ thêm thẻ ngân hàng, dư sức luôn. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái phần ở đây, chúng ta sẽ dán vào và mở ra như thế này. Ở đây là một cái thiết kế, mình không biết cái thiết kế này nó để làm gì thôi. Thực sự là nó sẽ, nếu mà để là gọi là công năng sử dụng nha, thì cái này nó cực kỳ vô dụng luôn mọi người, nó không có làm được gì hết. Mà mình nghĩ là nó là design kiểu layer thôi mọi người, có một lớp trong và lớp ngoài vậy. Chứ còn công năng sử dụng thì không có là không biết để làm gì hết mọi người. Về chi tiết đường kim mũi chỉ thì đây mình cho bạn xem luôn, đường kim mũi chỉ ở đây ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới với một sản phẩm đến từ Rockstar Studio. Đã nghe một số bạn nói là Huy ơi làm thử review bên cái brand này đi. Trước tiên là về phần đóng gói, đóng hộp bên ngoài chỉnh chu, các bạn đã thấy cực kỳ đơn giản và basic.
Rồi, bây giờ thì mở cái hộp này ra. Trước khi inbox và nói tiếp tục về những cái sản phẩm này thì mình có chia sẻ thật sự như thế này, là mình không biết lý do tại sao và cực kỳ thắc mắc luôn là đồ của bên này sao mà nó giống với lại Mavic Studio đến mức ngỡ ngàng, giống lắm luôn á mọi người. Cái này là sự thật mất lòng nha mọi người, mình chia sẻ nhanh thôi, có lẽ mình sẽ tua cái đoạn này cho mọi người, ấy là tua cho nó chạy nhanh á. Founder của Rockstar Studio thì có chơi với mình và hai anh em cũng có chơi với nhau và trong nhóm luôn, nhưng mà sự thật mất lòng thôi mọi người. Thì mình không biết nói này ra thì có buồn hay không, nhưng mà thật sự là mình cảm thấy là rất là giống, đồ cực kỳ giống với lại Mavic Studio luôn, kiểu giống dạng như là nó là một sự lựa chọn thứ hai trong Mavic Studio vậy á. Bản thân mình thì dù là anh em, dù là quen biết, dù là thân thiết như thế nào, nhưng mà cái gì nên nói là phải nói, và mình nghĩ là tất cả các bạn cũng thấy cái điều này thôi. Vì trước đây mình đã từng nói Bevis về cái vụ này rồi, thì nếu như mà bây giờ mình không nói thì tất nhiên là mọi người cũng chả coi mình ra cái gì hết, nên là bắt buộc phải nói, và Huibon là Huibon thôi. Mối quan hệ bên ngoài thì tất nhiên là mình cũng không biết sau video này nó sẽ như thế nào, nhưng mà thôi, cái gì công việc của mình là công việc của mình, còn ở bên ngoài như thế nào thì đó là chuyện của mình, mấy bạn hãy cứ đặt niềm tin, bởi vì Huibon là Huibon dạng vậy thôi. Ok, một lần nữa sự thật mất lòng thôi, mà giống thiệt, rất là giống luôn á. Thì xem trước cái áo này đi mọi người. Đây, mình cảm giác cái áo này lúc ban đầu mình tưởng nó là chất liệu kaki mọi người, nhưng mà không phải, hình như nó là chất liệu lụa, nó khá là mướt và cảm giác nó rất là mát đó mọi người, mát thật sự luôn, nó khá là phù hợp với lại mùa hè. Thứ nhất là mình thấy có màu đen với lại màu xanh này thì mình chọn là màu xanh. Giá của áo này là 550.000 thì phải. Đây, mình sẽ xem thử phần zip nha. Phần zip thì kéo mượt nhưng mà cảm giác nó hơi nặng tay một chút, chứ nó không phải là kiểu rất mượt nha mọi người, kiểu nó hơi nặng nặng một chút. Nó sẽ có một cái hình trắng đen ở phía cái góc bên này đó, và đường kim mũi chỉ đâu cho bạn xem nè. Thì mình cảm giác là nó có một cái gì đó chưa hoàn thiện cho lắm. Các bạn có thấy chỗ này không nè, các bạn có thấy cái chỉ ngay chỗ này không đó, nó không có đều lắm, và cảm giác ở đây mình cảm giác là nó còn đang bị bung lên nữa nè. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tới với một chiếc quần. Chiếc quần này là một chiếc quần gọi là gì? Một chiếc quần khaki. Đối với cái quần này á thì chúng ta sẽ có một cái khóa ở ngay giữa đây mọi người. Dây kéo thì mượt nhưng mà như mình chia sẻ lúc ban đầu thì kéo nó khá là nặng tay. Bản thân mình thì mình cảm thấy thích cái dạng như thế này, tại vì kéo nó đầm tay thì nó vẫn thích hơn là kiểu nó tuột lút luôn á mọi người. Ở phía trong đây thì chúng ta sẽ có một cái cài như thế này để bạn cài lại. Cái quần này thì theo mình được biết là mức giá của nó là 700.000. Chất liệu của nó là kaki. Cái phần kaki này thì mình đánh giá rất là cao nha. Cái kaki này thì ổn, rất là ổn luôn, so với tầm giá của nó và chất lượng làm trên cái quần này. Nói về hai thứ đó thì mình đánh giá nó 9/10. Ở phía mặt sau thì chúng ta sẽ có hai cái túi như thế này mọi người, và hai cái túi này chúng ta sẽ có hai cái phần nút. Mình cảm thấy không đẹp, không biết đối với cá nhân của các bạn như thế nào, nhưng mà mình cảm giác để hai cái nút màu bạc như thế này trông nó không đẹp cho lắm. Phần nút không có gì để chê hết, nhưng mà về phần gọi là mặt nhìn đi thì mình cảm giác mình không thích hai cái này. Phần dưới ống sẽ loe ra như thế này. Đường kim mũi chỉ trên cái quần này thì đẹp nha, đường kim mũi chỉ trên cái quần này thì làm rất là đẹp, không có hiện tượng kiểu giống dạng như cái áo hồi nãy đâu mọi người. Đường kim mũi chỉ trên quần này mình đánh giá khá là ổn đó. Thì túi của nó khá là sâu, các bạn thấy nè, điện thoại mình bỏ vào và nó vừa lọt vào bên trong luôn, và nó cũng không có bị lòi ra bên ngoài cái khúc này nữa. Sản phẩm tiếp theo mình muốn giới thiệu tất cả các bạn là một sản phẩm Varsity. Nghe nó hơi bất ngờ đúng không, tại sao mùa này làm Varsity, nhưng mà hãy nghe đi mọi người, rất là hấp dẫn. Mình cũng muốn chia sẻ luôn là đây là một sản phẩm mà mình sẽ góp ý một cách nó cực kỳ là chân thành và nó rất là thẳng thắn luôn. Sau khi mà mình nhận cái sản phẩm này và mình nghe câu chuyện của người làm cái brand này, phải nói và họ chắc chắn sẽ được rất nhiều từ cái video này. Trước tiên thì cái brand này có tên là Poseidon. Sản phẩm này bán 1 triệu. Trời ơi, bây giờ mà bán 1 triệu mình chắc chắn là sẽ có rất nhiều bạn chửi luôn. Nhưng mà mình có hỏi anh này á, thì anh này có nói với mình là những cái bạn khách hàng mấy bạn mua về và các bạn phản hồi rất là tốt về sản phẩm này. Nhưng mà xin lỗi những cái bạn nào đã mua cái sản phẩm này nha, bây giờ thì mình sẽ chỉ ra những điểm mà thật sự là các bạn đã bỏ tiền ra một cách nó rất là sai, và thậm chí là các bạn bỏ tiền ra một cách mà chắc chắn là các bạn sẽ cảm thấy thất vọng nếu bây giờ hôm nay mình chỉ ra những điểm mà
cho bạn xem với 1 triệu các bạn đã lố đến như thế nào nha. Mình chia sẻ bạn luôn, thì cái áo này mình đã xem qua cái phiên bản mà nó đã giặt tầm 2-3 lần rồi. Cái áo này của mình là áo mới tinh luôn. Cái hôm mà mình được cầm cái áo này là cái áo mà anh đó đã mang đó, thì đã giặt mấy lần rồi. Trước tiên là về phần bo cổ, cái phần bo này á thì tạm ổn, gọi là tạm ổn nha, với cái mức giá 1 triệu là tạm ổn. Tiếp theo là về phần nút áo, cái phần nút này khá là chán. Đây, bấm vào rất là khó đó, được chưa? Tiếp theo nha, mình sẽ nói từ trên xuống dưới cho các bạn xem. Chất liệu dạ, cảm giác cái dạ này xù lông khá là nhiều. Mình không biết là làm sao để có thể show lên cho tất cả bạn được, nhưng mà những cái sớ vải này sau tầm 1-2 lần giặt chắc chắn là nó sẽ xù lên rất là nhiều luôn, và nhìn rất là khó chịu, và cảm giác bề mặt rất là xót nếu các bạn dùng phần này của bạn chà vào trên đây, cực kỳ xót. Tiếp theo là về phần thêu, cái áo này thêu rất là tệ, chắc chắn luôn là thêu rất tệ. Thực sự là vừa thương mà cũng vừa thấy tội cái anh này, tại vì không có kinh nghiệm làm về varsity, và khi mà đưa qua một cái bên sản xuất thêu, họ làm rất là tệ. Thực sự các bạn có thể thấy những cái detail nè, các bạn thấy không, đây thêu nè, nó nè, lộ chỉ đen trong ra nè, các bạn thấy không, rất là xấu luôn. Thì lót trong không có gì hết mọi người, lót trong chỉ là một cái lót như thế này thôi, và cũng không có lớp lót bông hay gì hết. Đây, mặt sau cho các bạn xem, một cái phần design khá là thường, và nếu mà với 1 triệu thì chắc chắn là mình sẽ không bao giờ mua cái sản phẩm này. Mình không biết là làm sao cho các bạn nghe được, nhưng mà các bạn sẽ cảm nhận được là cái này nó đang bị nứt cái chỉ ra. Đó, các bạn có nghe cái bực cái không? Đó, nhưng mà được cái là thêu xù đẹp nha. Cái thêu xù này thì đẹp. Đây, đường kim mũi chỉ. Còn về phần form thì anh này có nói với mình đây là form crop, nhưng thực sự thì để mà nói chiếc áo này form crop mà để cho mình thích và thực sự nó đúng nghĩa với chữ form crop thì thì không mọi người ạ. Cái form của áo này cực kỳ thường. Cái form của áo này không thể nào là form crop được mọi người. Các bạn có thể thấy mình mang như thế này thì không thể nào gọi là crop được, đúng không ạ? Đó, mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái điểm mà mình không dám nhận mình là một người có quá nhiều kiến thức về varsity, nhưng mà những gì mình đã trải nghiệm trong suốt 2 năm vừa qua thì thực sự mình tự tin để có thể nói là những gì trải nghiệm của mình về varsity. Các bạn phải hiểu một điều nè, kiến thức thì các bạn có thể học, nhưng mà trải nghiệm thì không thể học ở đâu hết. Trải nghiệm là các bạn phải thực tế, các bạn phải cầm nó, các bạn phải sở hữu nó, các bạn phải đi cùng thời gian với nó thì các bạn mới có được. Còn kiến thức các bạn có thể tra Google, có thể hỏi người này, có thể hỏi người kia, nhưng trải nghiệm là của riêng của các bạn. Các bạn vẫn nên ủng hộ, tại vì anh chàng này khá là tội, làm có một mình thôi. Và cái hôm mà anh này ngồi nói chuyện với mình thì sau đó có rất nhiều những câu chuyện nó xảy ra, nhưng mà cá nhân mình thì cái áo này mình nghĩ là nếu như được thì hãy bán giá gốc luôn để lấy vốn lại, sau đó thì phát triển và làm những cái mẫu khác. Tại vì cái mẫu này ở thời điểm hiện tại thì nó rất là thường, và 1 triệu thì chắc chắn là mình khuyên các bạn không nên mua, nhưng mà mình khuyên về phía brand nha thì nên bán giá gốc thôi, sau đó thì chúng ta sẽ xoay vốn lại và tiếp tục làm sản phẩm mới. Đó là những cái lời khuyên của bản thân mình dành cho brand. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tới với phụ kiện đi mọi người, tới nón đi. Giới thiệu các bạn, đây là một cái brand rất là mới, họ làm về những cái nón rất là basic, rất là cơ bản, và tất nhiên rồi họ liên hệ với mình để mình có thể review sản phẩm này. Nhưng mà bất ngờ nha, cái hộp rất là to luôn á. Wow, đây mình sẽ mở ra và bên trong chúng ta sẽ có một cái thank you card như thế này đó. Bucket Head là một cái sản phẩm mà các bạn nói mình review nhiều lắm luôn á, mà thực ra là do là mình không có hay đổi Bucket Head lắm, nên là ok, ai gửi tới thì mình sẽ review thôi, chứ thực ra là mình không mang khá là nhiều, chia sẻ thật luôn. Nó hơi thô nhưng mà nó thật. Đối với lại cái nón này hình như mình có nhớ là có giá là 209.000 thì phải. Cái chữ này là in chứ không phải là thêu nha. Mình nghĩ là in đẹp hơn. Thật sự mình nhìn cảm giác là in nó đẹp hơn. Mình cảm giác nha, mình cảm giác thôi nha, thì cái chữ này in nó bị méo. Ừ, mình cảm giác là cái chữ này in nó bị méo á mọi người. Không biết mọi người có thấy không, nhưng mà đây nè mấy bạn. Nha, mình sẽ để ở đây cho nó công bằng. Đây, mình cảm giác cái chữ này nó in nó bị méo, nó bị hướng lên trên một chút. Không biết các bạn có thể thấy được hay không, nhưng mà ở bên ngoài thì mình nhìn mình cảm giác như vậy. Ở cái chữ U ở đây thì nó là thêu nha mọi người.
cá nhân mình thì mình thấy thêu không đẹp bằng in, in đẹp hơn, nhưng mà cái in này thì nó lại bị méo lên. Ok, một cái góp ý giống của mình nha. Cái nón này thì về cái phần form đẹp thực sự luôn, rất là basic, rất là cơ bản. Nó đẹp ở cái gọi là basic và cơ bản nha, chứ nó không thể gọi là đẹp về fashion. Có nghĩa là nếu mà đẹp dạng fashion thì mình nghĩ là nó phải cỡ tầm như The Builder chẳng hạn. Chứ còn cái này thì mình nghĩ là nó là một cái form nón basic cơ bản, dễ tiếp cận với nhiều người dùng. Và mình cảm giác là đây là một cái chiếc nón nó sẽ bán được cho rất là nhiều những tệp khách hàng, trong đó có mình luôn. Những cái nón dạng như thế này thì nó sẽ lịch sự, dễ mang, dễ mặc với màu đẹp. Cho bạn xem chất lượng thêu ở trên cái nón này thì mình không biết thêu trên cái nón thì nó có khó khăn hơn gì không. Ở phía mặt sau chúng ta cũng sẽ có một cái chữ U như thế này được thêu. Và đây, cho các bạn xem đường kim mũi chỉ. Đây, mình cũng ít đội cái nón này lắm mọi người, nhưng mà không biết đội lên nó sẽ như thế nào. Trông nó có buồn cười hay không nữa. Thì đội lên. Ok, còn đây là cái nón với một cái phối màu cực kỳ đẹp, dễ mang, dễ mặc. Đó, cái như mình thấy thì cái nón này dễ mang hơn. Nhưng mà cảm giác sao ta? Cảm giác là cái vòng nón này có vẻ là nó hơi bự hay sao á. Mình cảm giác là cái tầm nhìn của mình nó bị hạn chế bởi cái này khá là nhiều. Hoặc là do là mình chưa quen, nãy giờ mình đang đội nón len nên là mình mang cái này thì mình cảm giác là chưa quen cho lắm. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tới với hai sản phẩm, tới một cái brand mà trước mình làm cái showdown luôn. Kiểu nó quá nhanh, nhưng mà bây giờ mình có một số những cái phản hồi đến từ các bạn khách hàng. Thì mình có nhận ra một cái vài điều nên là hôm nay mình sẽ review cho các bạn nha. Thì không có lạ gì đâu, đó là một cái brand có tên là Basic 21. Họ bán những cái sản phẩm với mức giá rất là hời, thực sự rất là hời và rất là dễ cho các bạn có thể tiếp cận luôn á. Trước tiên là chúng ta sẽ có một cái sản phẩm quần nỉ bông, quần short nỉ bông. Form thì form cơ bản thôi mọi người. Form này dễ mang dễ mặc, giống như là cái form mà hồi đợt mình đã làm cho các bạn rồi. Nếu bạn nào chưa xem thì có thể xem luôn video này, mình sẽ nói luôn cho các bạn. Về phần chất liệu, phần chất liệu của cái quần này, đây, chất liệu quần này là nỉ bông. Thì thật sự là cái này nó sẽ sổ lông khá là nhiều. Có một bạn phản hồi lại với mình á, bạn nó mua cái chất liệu là nỉ da cá, thì sau khi mà giặt thì nó cũng sổ lông khá là nhiều, thì mình cũng khá là lạ, cũng không hiểu tại sao. Nhưng mà thực sự là nếu mà như vậy thì có thể là Basic 21 nên xem lại về cái chất liệu của mình. Về cái quần này thì thật sự là mình thấy nói với mình là này là màu nâu à, màu nâu. Nhưng mà thật sự là ở bên ngoài thì mình nhìn nó cũng không hẳn là màu nâu lắm đâu mọi người. Nhìn nó hơi nâu nâu thôi, chứ nó không hẳn là một màu nâu hẳn. Cá nhân mình thì mình không đánh giá cái màu này đẹp. Thật sự cái màu này nó chỉ lạ thôi. Phần bo này đẹp nha, cái phần bo này làm đẹp nè. Đó, mình thích cái dây tròn hơn, cái dây bản tròn thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đó, mức giá của quần này là 170.000. Nói chung là lên 20.000 so với lại nỉ da cá. Rồi, bề mặt thì cái này mình nghĩ là các bạn mua và các bạn giặt thì chắc chắn là nó sẽ bị sổ lông. Chắc chắn luôn, cái điều này là chắc chắn. Và về phần lông bên trong này thì như bao nhiêu lần quần nỉ bông thì chắc chắn là phải có lông, nên là bạn nào thích thì có thể sử dụng. Nhưng mà được cái đặc điểm của quần này á, nó đổ lông nhưng mà mang nó sẽ cảm giác thích hơn. Các bạn đi, các bạn ngồi cái thứ đồ á thì các bạn vẫn sẽ cảm giác là nó dễ chịu hơn hẳn so với lại là da cá. Nên là nếu mà để mà chọn về phần độ phồng nha, độ phồng, form dáng và kể cả luôn là cảm nhận mang thì mình nghĩ là mình sẽ chọn nỉ bông. Tiếp theo thì bây giờ mình sẽ giới thiệu bạn một chiếc sweatband. Cảm nhận về chất liệu đã. Về phần bề mặt bên ngoài mình cảm giác là nó hơi thô một chút. Mình sẽ nói về phần form. Phần form thì đối với cái quần này thì form nó khá là cơ bản, khá là basic, kiểu nó dễ mang dễ mặc á, nó sẽ không có hắt chân các bạn cái thứ đồ đâu. Và chúng ta sẽ có một cái đường line ở đây. Thì các bạn nên biết một điều là đối với bản thân mình, một cái sản phẩm nào đó mà mình đã từng khen nó rất là nhiều rồi, thì sau khi mà mình đã khen đó thì cái sản phẩm tiếp theo nó để mình khen nữa thì khó lắm mọi người, rất khó nha. Đó, cho bạn xem. Cá nhân mình thấy á thì cái chất liệu của cái quần này nó cũng không phải là quá dày, mà kiểu nó sẽ vừa phải thôi. Nói chung là nó rất là vừa phải. Cái quần này thì mức giá khá là rẻ thôi, có 230.000 thôi. Nói chung là để mà các bạn mua mà mang đi học á thì giống như mình thì mình sẽ sử dụng cái quần này rất là nhiều. 230.000 xứng đáng luôn á, để mà các bạn có thể mua về trải nghiệm và mang hàng ngày. Nói chung là nó công dụng của nó rất là nhiều và công dụng nó rất là cao.
Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tới với sản phẩm cuối cùng của video ngày hôm nay. Đây, cho các bạn xem. Sản phẩm đến từ Dino Showroad, một cái thương hiệu mà mình thấy là hôm bữa lúc mình review xong thì có rất nhiều bạn phản hồi rất là tốt về sản phẩm này. Nên là why? Tại sao không được trải nghiệm tiếp về sản phẩm này đi, đúng không nào? Trước tiên là chúng ta sẽ có mấy cái sticker thank you card như thế này. Đây, sticker góp ý xong thay đổi liền, được á. Hôm bữa thì mình có nói với các bạn là Dinosaurus sử dụng một cái chất liệu mà nó cũng rất là giống với những cái phôi áo mà trên thị trường hồi cái thời điểm đó sử dụng rất là nhiều. Nhưng mà ở thời điểm bây giờ thì mình thấy là các bạn có lẽ là đã nghe được góp ý, có thể là không phải là của mình mà của một số những cái bạn khác, nên là các brand cũng dần đang thay đổi và sử dụng một cái chất liệu khác hơn rồi. Và đây, một cái chất liệu này cô tông hai chiều và cảm giác của mình rờ vào rất là thích. Nó pha poly ít hơn một chút. Ok mọi người, nó sẽ có một cái đầu của con khủng long được in nổi như thế này mọi người. Nhưng mà in nổi dạng này nó sẽ không có bị xẹp á mọi người, kiểu giống như các bạn giặt xong á nó sẽ không có bị xẹp xuống giống như là những cái phần mà in nổi mà kiểu cục bự bự đó. Thì đây cho các bạn xem, đây là cái mặt sau. Nói sao ta, cái áo này về cái tính gọi là nhận diện thương hiệu thì rất là to, rất là bự, nhưng mà cá nhân mình thì mình cảm thấy nhìn nó có hơi, nó hơi bị gọi là ta lòe loẹt quá không ta. Nói chung là từ từ hãy nói về cái design và mình sẽ cho bạn xem. Thì đối với cái áo này á, chúng ta sẽ có một cái gọi là may ngược ra bên ngoài thế này. Và đối với cái brand này thì những cái bạn nào ở bên Mỹ á thì chúng ta vẫn có thể mua được áo này nha, tại vì họ có một cái chi nhánh ở bên Mỹ, nghe có vẻ rất là ngầu hả đó. Bây giờ thì sẽ nói về cái bao cổ của áo này. Đây, bao cổ áo này thì không phải là quá bự nhưng mà nó vừa phải, tạm ổn về độ chất lượng. Thì đánh giá của mình đây là một cái bao cổ tạm ổn thôi, chứ gọi là xịn thì chưa, không hẳn, nhưng mà cái vòng cổ này thì mang lên vừa phải ha. Đây nha, mình sẽ kéo hình in cho tất cả các bạn xem. Đây, đó, ok, ổn nha. Rồi, về hình in là tạm ổn. Về cái áo này thì một lần nữa mình vẫn đang thắc mắc là không biết là mình thích nó hay là mình không thích nó, tại vì cảm giác cái này nó bự quá mọi người. Kiểu nó giống như là mang nguyên một cái bức hình lên trên cái lưng vậy đó. Không biết tại sao gắn cái tag này nữa. Cái tag này nhìn rất là xấu luôn á. Cá nhân mình không thể nào thích được cái tag này luôn á mọi người. Ok, và đó là tất cả những gì mà mình có thể mang tới cho tất cả các bạn trong video ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ thích video này. Và hẹn mọi người, những chủ đề sắp tới nó sẽ còn thú vị hơn. Bye bye và hẹn gặp lại.